ở cả trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội và đội tuyển Việt Nam cũng như đội tuyển U23 Việt Nam. Thời gian qua thì Đỗ Duy Mạnh thường xuyên được bố trí đá vị trí trung vệ. Công Phượng có thể dứt điểm, nhưng đó là một pha phối hợp với Quang Hải. Cú cứ lao 1-0 cho đội tuyển U23 Việt Nam. Bàn thắng tuyệt đẹp của Quang Hải. Xử lý sở trường của Quang Hải, cầu thủ thuận chân trái. Đây là một tình huống đi bóng khi chúng ta nhớ tới một ngôi sao của đá Hà Lan, đó là Arjen Robben. Những pha đi bóng vào trung lộ và cứa lòng chân trái rất hiểm hóc. Và với quỹ đạo của cú sút như vừa rồi thì kể cả thủ môn của U23 Myanmar đó là vẫn là Quang Hải. Phối hợp rất hay, cú cứa lòng tiếp theo. Và đây thực sự làm rất hay. Huấn luyện viên đánh giá rất cao ở cả cấp độ câu lạc bộ cũng như là ở đội tuyển quốc gia. Lại thêm một tuyệt phẩm nữa bằng lòng trong chân trái chân thuận của Quang Hải. Những cú sút đều ra ngoài tầm kiểm soát của thủ môn Sa Sát Na Hình. Như vậy là chỉ trong vòng 9 phút từ phút thứ 11. Công Phượng. Cơ hội phản công dành cho U23 Việt Nam. Văn Long. Khoảng trống. Tỷ số là 3-0. Dù cho thủ môn người đã kiến tạo đường truyền cho pha Văn Long có lẽ là Vũ Văn Thành. Tất cả những bàn thắng của U23 Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay đều thể hiện một lối chơi đồng đội rất rõ của chúng ta. Để mất bóng khá nguy hiểm. Văn Long chuyền bóng có khoảng trống dành cho Công Phượng. 4-0. Công Phượng đã tận dụng thành công cơ hội dành cho mình. Và đây là sự đáp trả của pha Văn Long dành cho Công Phượng. Người ít phút trước đã tạo cho anh cơ hội để đối mặt với một đối phương nhưng đã phung phí. Và như vậy đúng lúc này thì trọng tài người Thái Lan, ông Mongkol Chapatri đã nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Kết quả chung cuộc, đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta đã có chiến thắng thuyết phục 4-0 trước đội tuyển U23 Myanmar ở trận đấu đầu tiên của bảng B giải bóng đá giải hữu quốc tế M150 Cup năm 2017. 4 bàn thắng của U23 Việt Nam được ghi do công của Quang Hải với một cú đúp, và 2 bàn còn lại được ghi do công của Phạm Văn Long và Công Phượng. Quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật của Đài Truyền hình Việt Nam trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar ở lượt trận đầu tiên bảng B giải bóng đá giải hữu quốc tế M150 Cup xin được dừng lại đây. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi.